những con mèo hoang đốm mây được cho ra mắt tại sở thú của Bỉ, tin từ Omen Bỉ. Hai chú mèo hoang đốm mây đã được trình làng nơi trú ngụ của mình tại sở thú Omen Zoo ở Omen nước Bỉ. Hai anh chị em mèo hoang vẫn còn đang được thuần hóa, đã được hơn một tháng tuổi sau khi được sinh ra vào ngày 2 tháng 3. Mèo hoang đốm mây có thể được tìm thấy ở Đông Nam Á và là loài đang bị đe dọa bởi các tay săn trộm giết chúng để lấy da, theo như lời của nhà sinh vật học Ruby Van Der Weyden tại Vườn Thú cho biết. Có hơn 10.000 con mèo hoang còn sống sót lại trong tự nhiên và dân số của chúng khá là thừa thớt. Mỗi cụm dân cư của loài mèo này có khoảng 1.000 cá thể và những cụm dân cư này hoàn toàn không có sự tiếp xúc nào với nhau. Để đảm bảo việc bảo tồn cho loài mèo này được tốt đẹp, cần có các chương trình giúp sinh sản cho phép những con mèo đực và cái phù hợp nhau để giao phối, để tránh tình trạng về di truyền bị giảm thiểu. Những chú mèo hoang đốm mây được biết đến với những vết vằn lớn trên thân của chúng, tượng trưng cho những đám mây và khả năng leo trèo siêu phàm của chúng. Với những răng nanh lớn, loài mèo này đã được đặt tên gọi là đáng yêu là mèo răng kiếm. Những chú mèo con này đã được vui đùa cùng với mẹ khoảng 5 tuần trước khi được dời vào một khu nuôi nhốt riêng biệt, nơi chúng được cho ăn kiêng bằng sữa và thịt. Những chú mèo con này đã phải ở với mẹ của mình trong 5 tuần đầu vì sự chăm sóc của mẹ là rất quan trọng và vì sữa mẹ là rất cần thiết cho chúng. Những chú mèo này khá là hung dữ đối với nhau khi được nuôi chung trong một nơi, theo như lời phát biểu của nhà sinh vật học Van Der Weyden khi ông đã bị một trong những chú mèo này cắn. Omen Zoo là sở thú duy nhất ở Bỉ có những chú mèo hoang đốm mây.